Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn nói về một hội dân gian mà em biết. Nội dung như sau. Hội Trung thu năm ngoái thật là vui. Mẹ mua cho em một chiếc đèn lồng hình ngôi sao. Tối rằm tháng 8, em cùng các bạn cầm đèn ra sân đình để chơi rước đèn. Đoàn rước đèn rất đông, các bạn ai cũng có đèn lồng nhiều màu sắc. Tiếng trống ếch vang lên rất vui tai. Chúng em vừa đi vừa hát Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Sau khi rước đèn, chúng em ngồi lại ở sân đình để phá cỗ. Cỗ có bánh trung thu, kẹo và hoa quả. Em và các bạn còn được chơi trò kéo co, bịt mắt bắt dê. Tối hôm đó em rất vui và còn được ngắm trăng tròn sáng trên bầu trời. Trên đây cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh cách viết đoạn văn về một hội dân gian mà em biết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.